Xin chào các bác nhé. Tiếp tục mưa lồm. Đấy, đầu giờ em lại lên clip giới thiệu về máy giặt phân khúc cái giá rẻ tiền. Gọi là rẻ tiền thì cũng đúng, gọi là anh em gọi là bình dân ấy, để sở hữu cho mình những công năng và đầy đủ những tiện nghi của dòng máy giặt sấy các bác nhá. Với con máy giặt VR3500. Đây. Thời tiết đang phất lất phất mưa, em vừa lấy mưa to thì em tranh thủ do ảnh hưởng của dông bão ở miền Trung thì đổ bộ vào chúng ta thì là dẫn đến mưa nhiều, và em tranh thủ đấy để quay clip luôn nhanh để em cho máy vào trời mưa, vì lý do bên ngoài em quay sáng sủa để cho các bác có thể chiêm nghiệm được những cái vẻ đẹp của chiếc máy giặt cũng như là độ chân thật nhá. Một con dòng máy giặt VR Panasonic NAVR 3500, mệnh danh là dòng máy giặt lôi đồng cối đá, gọi là tiền ít thịt nhiều đấy các bác này. Bởi vì những tóc nào mà có tầm giá ít tiền hoặc là thiên về lôi đồng cối đá thì các bác mua những cái dòng này đấy, chạy rất là yên tâm và lành tính luôn. Dòng 3500 chạy bơm tưới trực tiếp này các bác nhé. Đấy, còn các bác thích công nghệ cao hơn thì cũng là bỏ tiền số tiền lớn hơn. Nhưng thực ra những cái cho cùng thì suy nghĩ cho cùng thì các bác ạ, cũng chỉ đến giặt và sấy là những tính năng cơ bản thôi. Với những công nghệ máy giặt Nhật thì các bác biết rồi, nó chạy đồ Nhật thì nó đi trước chúng ta rất là nhiều năm. Với những dòng máy này giặt sạch và không nghe quần áo so với những cái dòng máy giặt khác của chúng ta. Đấy. Chạy điện 100V, giặt 9 cân và sấy 6 cân nhé. Em vẫn phải giới thiệu đầy đủ cho các bác những tính năng của máy giặt này. Bởi vì những bác nào không quá lạ lẫm, tức là quen quá quen thuộc với nó rồi thì các bác bỏ qua. Còn em vẫn phải giới thiệu để đầy đủ với các bác nào có nhu cầu và đang tìm hiểu, biết thêm. Với con này, phân khúc này, em đang chào bán với mức giá là 12 triệu nhé. Đấy, 12 triệu các bác sở hữu cho mình máy giặt sấy luôn. Đấy. 12 triệu. Con VR 3500 này. Đấy. Các bác nào quan tâm đến chiếc này thì các bác liên hệ hoặc qua trực tiếp nhà em xem hàng luôn. Đấy, máy vẫn mọc rồi. Sau chưa cả lau hết mực. Đấy. Cái chất máy hàng của nó rất là sáng và đẹp luôn. Nếu với so với dòng máy chúng ta thì họ ăn đứt hiện tại luôn nhé các bác nhé, mua cả máy mới luôn, không thể bằng một chiếc máy này được. Đấy, tháo ra nó đầy đủ linh kiện luôn, nó không như giống máy chúng ta tháo ra nó chả có gì cả. Rồi bác nào quan tâm với chiếc máy VR 3500 này, giật 9 sấy 6 và sấy ở lốc cho thời tiết lồm ẩm như này. Đấy, trời như giờ thời tiết này thì các bác không thể phơi rồi, thì bác quan tâm 2-1 nhé các bác, giặt xong sấy khô đem cất tủ hoặc mặc luôn nhé. Rồi vậy bác nào quan tâm thì liên hệ. Xin chào các bác.